Chào mừng các em đã đến với trang laser2.com. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em làm bài tập 6 trang 51 sách giáo khoa toán 6 cánh diều tập 1. Bài tập số 6 có nội dung như sau: phân số 4/9 bằng các phân số nào trong các phân số sau? 48/108, 80/180, 60/130 và 135/270. Vậy thì để biết được phân số 4/9 bằng các phân số nào trong 4 phân số này thì trước tiên chúng ta phải lần lượt rút gọn 4 phân số này về phân số tối giản. Nếu phân số tối giản mà chúng ta vừa rút gọn bằng 4/9 thì phân số ban đầu của chúng ta sẽ bằng 4/9. Bây giờ chúng ta sẽ đi lần lượt rút gọn cả 4 phân số này cho cô. Phân số đầu tiên là 48/108. Thì để rút gọn cái phân số 48/108 này thì trước tiên chúng ta phải đi tìm ước chung lớn nhất của tử và mẫu. Mà muốn tìm ước chung lớn nhất của tử và mẫu thì trước tiên phải phân tích số 48 và 108 này ra các thừa số nguyên tố. Đầu tiên là số 48 này thì sẽ bằng. Các bạn phân tích theo phương pháp cột dọc cho cô. 48 thì ta có 48 chia cho 2. 4 chia 2 được 2. 8 chia cho 2 bằng 4 bằng 24. 24 lại chia cho 2. 2 chia 2 được 1. 4 chia 2 được 2. 12 chia tiếp cho 2 bằng 6. 6 thì lại chia cho 3 thì được 2. 6 chia hết cho 2 trước đi. 6 chia 2 được 3. 3 chia 3 được 1. Như vậy 48 thì bằng 2 x 2 x 2 x 2 x 3. 2 x 2 x 2 x 2 nhân với 3. 4 thừa số 2 nhân với nhau thì chúng ta sẽ viết gọn thành 2 mũ 4 nhân với 3. Tiếp theo, phân tích số 108. Ta có 108 chia hết cho 2. 10 chia 2 được 5. 8 chia cho 2 được 4. 54 lại chia hết cho 2. 5 chia cho 2 được 2. Dư 1, 14 chia cho 2 được 7. 27 chia hết cho 3 được 9. 9 chia tiếp cho 3 được 3. 3 chia 3 được 1. Như vậy 108 thì bằng 2 x 2 x 3 x 3 x 3. 2 x 2 x 3 nhân 3 nhân 3. Hai thừa số 2 nhân với nhau viết gọn thành 2 mũ 2. 3 thừa số 3 nhân với nhau viết gọn thành 3 mũ 3. Như vậy từ đây chúng ta suy ra được ước chung lớn nhất của 48, 108 và 108 sẽ bằng. Ta thấy này, 48 và 108 thì đều có chung thừa số 2 và chung thừa số 3. Thừa số 2 thì số mũ nhỏ nhất là 2, như vậy ta lấy 2 mũ 2. Thừa số 3 số mũ nhỏ nhất là 1, như vậy lấy 3. Như vậy ta có 2 x 2 bằng 4. 4 x 3 thì bằng 12. Như vậy ước chung lớn nhất của 48 và 108 là bằng 12. Bây giờ chúng ta sẽ rút gọn thì suy ra được 48/108 sẽ bằng. Chúng ta sẽ chia cả tử và mẫu cho 12 thì ta có 48 mà chia cho 12 thì được 4. 108 mà chia cho 12 thì được 9. Như vậy rút gọn thành 4/9. Tiếp theo chúng ta rút gọn phân số 80/180 cho cô. Thì đã có 80 sẽ bằng. 80 cho thầy chia cho 2 thì được 40. 40 lại chia hết cho 2 thì bằng là 20. 20 thì chia cho 2 thì được 10. 10 chia cho 2 thì bằng 5. 5 chia 5 được 1. Như vậy 80 thì bằng 2 x 2 x 2 x 2. 2 x 2 x 2 x 2. Sau đó nhân với 5. 4 số 2 nhân với nhau thì chúng ta viết gọn được thành là 2 mũ 4 nhân với 5. Tiếp theo các bạn phân tích cho cô số 180. 180 ta thấy chia hết cho 2. 18 chia 2 được 9. 0 chia cho 2 bằng 0. 90 lại chia hết cho 2. 9 chia 2 được 4. Dư 1 hạ 0 xuống là 10 chia 2 được 5. Được 45. 45 thì 4 cộng 5 bằng 9. Như vậy chia hết cho 3. 4 chia 3 được 1. Còn dư 1. 15 chia cho 3 thì được 5. 15 lại chia hết cho 3 được 5. 5 chia cho 5 được 1.
Như vậy 108 thì bằng 2 nhân 2 nhân 3 nhân 3 nhân 5. 2 nhân 2 nhân 3 nhân 3 nhân 5. 2 thừa số 2 nhân với nhau viết gọn thành 2 mũ 2. 3 thừa số 2 thừa số 3 nhân với nhau viết gọn thành 3 mũ 2 và nhân với 5. Sau đó các bạn tìm cho cô ước chung lớn nhất của 80 và 180. Thì thấy 80 và 180 đều có chung thừa số 2 và thừa số 5. Thừa số 2 thì số mũ nhỏ nhất là 2, như vậy chúng ta lấy 2 mũ 2. Thừa số 5 thì số mũ nhỏ nhất là 1, như vậy lấy 5. Như vậy ta có 2 mũ 2 thì bằng 4. 4 nhân với 5 thì bằng là 20. Vậy ước chung lớn nhất của 80 và 180 là bằng 20. Bây giờ chúng ta sẽ rút gọn. Rút gọn phân số 80 phần 180 thì sẽ bằng chia cả tử và mẫu của cái phân số này cho 20 thì ta sẽ được là 80 mà chia cho 20 thì bằng 4. 180 mà chia cho 20 thì bằng 9. Như vậy ta được phân số 4/9. Tiếp theo chúng ta đi rút gọn phân số 60 phần 130. Thì chúng ta sẽ đi phân tích số 60 này ra thừa số nguyên tố. Ta có 60 này. 60 chia cho 2 thì được 30. 30 mà chia tiếp cho 2 thì được 15. 15 mà chia cho 3 thì được 5. 5 chia 5 được 1. Như vậy 60 bằng 2 x 2 x 3 x 5. 2 x 2 x 3 x 5. Và chúng ta sẽ viết gọn được thành là 2 mũ 2 nhân với 3 nhân với 5. Phân tích tiếp 130 cho cô. 130 thì sẽ bằng, ta có 130 thì chia hết cho 2, 13 chia cho 2 thì được 6, dư 1. Ta có này, 10 chia cho 2 bằng 5, 65. 65 thì ta có chia hết cho 5, 6 chia cho 5 được 1, còn dư 1. 15 chia cho 5 thì được 3, 13 chia tiếp cho 13 thì được 1. Như vậy 130 bằng 2 x 5 x với 13. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm ước chung lớn nhất của 60 và 130 sẽ bằng. Thì nó có này, 60 và 130 thì đây đều có chung thừa số 2 đúng không? Và có chung thừa số 5. Thừa số 2 thì số mũ nhỏ nhất của chúng ta là 1, như vậy lấy 2. Thừa số 5 số mũ nhỏ nhất của chúng ta là 5. Như vậy chúng ta lấy số mũ nhỏ nhất của chúng ta là 1, như vậy chúng ta lấy 5. Ta có 2 x 5 bằng 10. Như vậy ước chung lớn nhất của 60 và 130 là 10. Tiếp bây giờ ta sẽ đi rút gọn nào. Như vậy từ đây suy ra phân số 60 phần 130 được rút gọn bằng 60 chia cho 10 thì được 6. 130 chia cho 10 thì được 13. Như vậy rút gọn được thành 6/13. Tiếp theo chúng ta rút gọn được phân số cuối cùng là 135/270. Thì chúng ta sẽ đi phân tích 135 và 270 ra thừa số nguyên tố trước. Thì ta có này, 135 chia cho 1 cộng 3 bằng 4, 4 cộng 5 bằng 9, như vậy chia cho 3. 13 mà chia cho 3 thì được 4, dư 1 hạ 5 xuống, 15 chia cho 3 thì được 5. 45 lại chia tiếp cho 3, 4 chia 3 được 1, còn dư 1 hạ 5 xuống, 15 chia cho 3 được 5. 15 lại chia tiếp cho 3 được 5, 5 chia cho 5 được 1. Như vậy 135 chính bằng là 3 nhân 3 nhân 3 nhân 5. 3 thừa số 3 nhân với nhau chúng ta viết gọn được thành là 3 mũ 3 nhân với 5. Tương tự 270 ta có sẽ chia hết cho 3. 27 mới chia cho 3 thì được 9. 0 chia cho 3 được 0. 90 chia hết cho 2. Ta có 90 mà chia cho 2 thì được 45. 45 thì lại chia hết cho 3
4 chia 3 được 1, còn dư 1. Hạ 5 xuống 15 chia 3 được 5. 15 mà chia cho 3 thì lại được 5. 5 chia 5 được 1. Như vậy 270 của chúng ta sẽ bằng 2 nhân 3 nhân 3 nhân 3 nhân 5 sẽ bằng 2 nhân 3 nhân 3 nhân 3 nhân 5. Cái này viết gọn được thành là 2 nhân với 3 thừa số, 3 nhân với nhau viết gọn thành 3 mũ 3 nhân với 5. Từ đó chúng ta sẽ tìm được ước chung lớn nhất của 135 và 270 sẽ bằng. Ta thấy này, 135 và 270 thì đều có chung thừa số 3 và có chung thừa số 5. Số mũ lớn nhất, nhỏ nhất, số mũ nhỏ nhất của thừa số 3 này là 3 này. Số mũ nhỏ nhất của 5 thì chính là 1. Như vậy chúng ta lấy 5. Vậy cái này sẽ bằng là 3 mũ 3 là bằng 27. 27 mà nhân với 5 thì chính bằng là 135. Như vậy ta có ước chung lớn nhất của 135 và 270 là 135. Bây giờ chúng ta sẽ rút gọn phân số này. Thì ta sẽ có là 135 phần 270 chia cả tử và mẫu cho 135 thì sẽ được là 135 chia 135 thì còn 1. 270 mà chia cho 135 thì còn 2. Như vậy rút gọn được phân số là 1/2. Vậy là chúng ta đã rút gọn xong 4 phân số này rồi. Thế thấy có phân số 48 phần 108 bằng 4/9 và phân số 80 phần 180 cũng bằng 4/9. Vậy là kết luận. Vậy phân số 4/9 bằng các phân số 48 phần 108 và phân số 80 phần 180. Như vậy là cô đã vừa hướng dẫn các em làm xong bài tập số 6 trang 51 sách giáo khoa tuần 6 cánh diều tập 1. Các em hãy truy cập vào trang lờigiảihai.com để xem chi tiết các bài giảng khác. Chúc các em học tốt và hẹn gặp lại các em vào các video bài giảng tiếp theo.